tác hại của dây thì canh nếu dùng sai cách. Từ lâu đời, dây thì canh được coi là thảo dược trị bệnh tiểu đường. Thế nhưng, nếu sử dụng sai, loại cây này cũng mang tới nhiều tác hại cho người bệnh. Vậy, cụ thể tác dụng và tác hại của dây thì canh là gì? Dân gian lưu truyền có nhiều loại thảo dược có tác dụng trị tiểu đường, trong đó có dây thì canh. Chính vì lý do đó, một số người bị bệnh tìm đến phương thuốc thảo mộc này mà không chú ý tới tác hại của dây thì canh là gì? Hậu quả là vô tình gây hại cho sức khỏe. Dây thì canh, tên khoa học Gymnem Sylvester, là loại cây thuộc loại dây leo thân gỗ. Cây có những chiếc lá rủ xuống tựa như chiếc thìa, vì vậy được gọi là dây thì canh. Loại cây này sinh trưởng nhiều trong những cánh rừng khô ở đất nước Ấn Độ, Châu Phi. Vào khoảng 2.000 năm trước, người Ấn đã biết sử dụng loại cây này để trị tiểu đường trong bài thuốc Ayurved cổ truyền. Theo dân gian, toàn bộ thân, lá, hoa và quả của cây thì canh đều có thể sử dụng như những bài thuốc. Thế nhưng y học hiện đại có rất nhiều tài liệu nói về công dụng của loại cây này. Tác dụng của dây thì canh Công dụng và tác hại của dây thì canh là gì? Nhiều người sử dụng trà dây thì canh để hỗ trợ giảm cân, chữa bệnh tiểu đường, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch cụ thể, lợi ích của dây thì canh gồm có. một Đặc tính kháng khuẩn Nghiên cứu của Beverly C. David, Ấn Độ và Cộng sự 2013 chứng minh được rằng dây thì canh có khả năng kháng khuẩn. Đó là dịch chiết xuất của dây thì canh trong nước và chất metanol có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, đặc biệt là với các chủng như Candida tropicalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia. 2. Tác dụng của dây thì canh giúp giảm viêm. Viêm mãn tính là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Dây thì canh chứa tanin và saponin có thể hỗ trợ giảm viêm. Một khi cơ thể đang có các vết thương hoặc chứa các vi sinh vật gây hại bên trong thì đặc tính kháng viêm này của dây thì canh sẽ giúp khỏi bệnh nhanh hơn. 3. Cải thiện mức độ cholesterol Theo một số nghiên cứu trên chuột, dây thì canh có nhiều hoạt chất có thể giảm triglycer và cholesterol LDL đồng thời ngăn ngừa sự tích tụ mỡ trong gan. Mặt khác, dây thì canh cũng tăng tỷ lệ cholesterol tốt HDL. Từ đây, loại thảo dược này có thể giúp cơ thể giảm nguy cơ bị sơ vữa động mạch và các bệnh về tim như nhồi máu cơ tim, đột quỵ. 4. Tác dụng của dây thì canh tốt cho bệnh nhân tiểu đường Một số người tin vào công dụng chữa bệnh thần thánh của dây thì canh mà quên đi những tác hại của nó khi sử dụng quá liều. Đối với người bệnh tiểu đường, nếu sử dụng đúng cách, loại thảo mộc này có thể tăng sản xuất insulin đồng thời giảm lượng đường trong máu. Cụ thể, khi bị tiểu đường, cơ thể không tự tổng hợp đủ insulin, hậu quả là lượng đường trong máu liên tục cao. Thường xuyên uống trà dây thì canh sẽ giúp tuyến tụy sản xuất insulin, từ đó hạ đường huyết. 5. Giảm cân an toàn Dây thì canh có hoạt chất cumarin. Chất này là một peptide có cấu trúc tương tự như đường, có vị ngọt tự nhiên khi uống trà dây thì canh, tép tiếp tạo ra vị ngọt ở lưỡi, gây mất cảm giác thèm ngọt. Điều này rất có lợi cho những người thừa cân, béo phì. Bởi vì đồ ngọt là một trong những tác nhân gây thừa cân. Hơn nữa, một số nghiên cứu trên cả động vật và người đã chứng minh rằng chiết xuất của dây thì canh có tác dụng giảm cân hiệu quả. Cụ thể, 60 người béo phì khi được sử dụng thảo dược này đều đặn trong chế độ ăn đã giảm 5-6% trọng lượng cơ thể đồng thời ít thèm ăn hơn. 6. Tác dụng của dây thì canh hỗ trợ điều trị bệnh Tannin và flavonoid là hai hoạt chất trong dây thì canh có tác dụng chống oxy hóa cũng như hỗ trợ điều trị bệnh. Hãy sử dụng thảo dược này dưới sự hướng dẫn của bác sĩ nếu bạn đang mắc các bệnh về đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid, gan nhiễm mỡ, ung thư. Tác hại của dây thì canh Dù có nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, song dây thì canh cũng mang lại một số rủi ro nếu sử dụng sai cách nếu bạn dùng đúng liều lượng dây thì canh hầu như không có tác dụng phụ gì vậy nhưng với bất kỳ loại thảo dược nào tác hại tiềm ẩn là điều đáng lưu tâm uống nhiều dây thì canh có tốt không dưới đây là một số rủi ro khi dùng dây thì canh hoa mắt ván đầu điều này là do dùng dây thì canh quá liều khiến đường huyết giảm đột ngột hoặc uống trà dây thì canh khi bụng đói cũng khiến cho cơ thể nôn nao khó chịu đầy bụng khó tiêu uống trà dây thì canh để qua đêm có thể gây ra một số vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng gây khó chịu phản tác dụng chữa bệnh uống nhiều dây thì canh có tốt không việc uống quá nhiều dây thì canh để chữa bệnh tiểu đường có thể không mang lại hiệu quả gì mà còn phản tác dụng khiến người thêm mệt mỏi tay chân run rẩy đặc biệt khi uống thảo dược này cùng với aspirin có nguy cơ gây hạ đường huyết nguy hiểm gây tương tác thuốc các hoạt chất trong dây thì canh có thể tương tác với một số loại thuốc làm giảm công dụng của thuốc trị bệnh điều này có thể gây nguy hiểm cho cơ thể đặc biệt là với những người bị bệnh nặng như tiểu đường bệnh tim cách sử dụng dây thì canh để đạt hiệu quả tốt nhất theo y học cổ truyền dây thì canh được sử dụng để chữa bệnh bằng cách nhai lá trực tiếp pha trà hoặc bột lá trong y học hiện đại, dây thì canh được chiết xuất thành dạng viên nang, viên nén để dễ theo dõi liều lượng. Để tránh tác hại của dây thì canh khi sử dụng thảo dược này, bạn nên tuân thủ liều lượng được khuyến nghị. Cụ thể như sau. Đối với viên nang, viên nén, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì hoặc tuân theo chỉ định của bác sĩ với từng tình trạng bệnh lý. Đối với dây thì canh tươi, lấy một nắm lá nhỏ rửa sạch. Đun lá trong 5 phút sau đó ngâm 10-15 phút rồi uống. Đối với trà dây thì canh cô đặc, loại được bán sẵn trên thị trường pha trà theo đúng hướng dẫn về liều lượng trên bao bì. Đối với bột lá, lúc đầu nên sử dụng mỗi lần 2 dê, sau đó tăng dần lên 4 dê nếu không có tác dụng phụ gì. Thời điểm tốt nhất để sử dụng dây thì canh là sau bữa ăn khoảng 20 phút. Lúc này cơ thể vừa nạp một lượng thức ăn và lượng đường trong máu có thể đang ở mức cao. Vậy nên, dùng dây thì canh lúc này là thích hợp nhất để làm chậm quá trình hấp thu đường tại ruột, ổn định đường huyết. Lưu ý khi dùng dây thì canh. Để tránh tác hại của dây thì canh, bạn cần chú ý những điều sau. Không dùng thảo dược này cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú và trẻ em. Những người dự định mang thai cũng không nên sử dụng dây thì canh. Mỗi ngày không nên dùng quá 50 dây dây thì canh khô. Không uống nước dây thì canh khi đã để qua đêm có thể bảo quản trà dây thì canh trong tủ lạnh nhưng tốt nhất nên uống trong ngày với những người bệnh tiểu đường không dùng dây thì canh thay thế thuốc điều trị bệnh trước khi muốn sử dụng nên tham khảo ý kiến bác sĩ cần chọn mua sản phẩm dây thì canh ở những cơ sở uy tín có chứng nhận của cơ quan thẩm quyền tránh sử dụng dược liệu quá hạn sử dụng mốc hoặc kém chất lượng trên đây là những thông tin cần biết về công dụng cũng như tác hại của dây thì canh trong quá trình sử dụng dược liệu này, nếu thấy cơ thể có bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào, cần ngưng dùng. Tuyệt đối không lạm dụng dây thì canh, đặc biệt là với những người bị tiểu đường.